cái lồng bãi đông thế, tụi mày bị điên à? Cái chỗ tụi quét đóng thằng nhảy vô là 2, 4, 6 thằng, trả nhà tụi mày luôn á, bán nhà luôn á, cho tụi mày sổ đỏ đó luôn á. Đó đó đó, khu bệnh. Nhớ rồi, AK thắng rồi, AK thắng rồi. Khu này rất nhiều nhà, lúc xong sẽ đi tìm xe, mình sẽ ra bắt cái xe của nó trước nè. Này chết với tôi, mình không cần phải làm gì nhiều đâu. Trời ơi, nó có cái xe nằm đây luôn chứ, đúng là GG. Tí anh bị giật mình nè, tí anh nhìn em nhìn nó bị giật mình nè. Bắt cái lên đây. Ê, lên ghế lái là sai nha, phải là ghế này đấy, xong rồi mình bắn luôn thì mới được đấy, hợp lý đấy. Nè cái chân chu nữa nè, 1, 2, 3 tới. Đè, khoái khoái anh em khoái. Đè đè, nhìn này nha. Trời ơi, lẹ lẹ ra lái xe đi, làm tính anh ơi. Anh lúc cũng cắt mà lâu quá, tức vậy. Có mấy cái nhà nãy giờ luôn. Để lấy xe đi, đi lụm thính thiệt luôn á. Lẹ đi Quỳnh ơi. Nó không cần xe hả? Mẹ tôi phải vô trong tôi kiểm tra mới được. Tức mình thiệt. Cay á nhờ. Nó không chịu ra lấy xe. Đủ má thịt luôn này, hát rồi. Điệt mẹ nghi nghi, tự nhiên đủ má dừng xe lại. Có thêm một thằng ca nữa. Thôi thôi, tụi này về muốn lấy cái xe của tôi. Tụi nó muốn về lấy cái xe của tôi. Đang lục đồ đó, ôi ngoài, đang lục đồ, đang lục đồ, đang lục đồ. Thôi thôi, nó không phải tôi, nó không phải tôi. Thôi, nó không phải tôi. Không phải tôi, nó không phải tôi. Lên lấy xe, lên lấy xe nè. Anh em nhìn lên lấy xe nè. Lên lấy xe là chết rồi anh. Nhìn mặt tao có giống đùa không? Mày thấy được cái lạnh mùa đông. Sống sao cho nó vừa lòng. Đừng ép tao trở thành Lý Thông. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok, con gà dê luôn. Ngon lành. Đủ má, vẫn còn còn em mà vẫn còn có một chậu bơm. Thấy chưa, nó chưa đến mình, nó chưa đến mình. Nó biết tôi. Nó biết tôi. Mà hên. Mẹ nó thấy mẹ rồi. Để hiểu tại sao nó thấy được luôn. Mà cay đó nhờ. Và giật mình. À, sao tự nhiên nó lại quay trở về chỗ cũ vậy ta? Má đằng sau còn có xe tới nữa kìa. Má cay nữa giờ. Thì ngu thì mẹ mày. Cái thằng mà nãy bắn mình bên kia á, bây giờ nó không bắn xe luôn. Xe nãy giờ chạy qua chạy lại không có ai bắn xe hết. Cái lùng má nó ghê mày. Lùng má lùng đâu rồi? Ui đi mẹ, sao đồ nhiều thế? Ui đi mẹ, sao tự nhiên cái chỗ này đồ nhiều dữ anh em? Quá trời đồ luôn. Ui, cái thằng đang bắn với mình đâu rồi? Lùng đang bắn với mình mất tiêu luôn rồi. Quá lạ quá anh em à. Quá trời lạ luôn. Ô má con cạc. Ê đâu vậy? Ê, có được đây mà. Ôi. Từ từ tụi má, tụi phải kiếm góc chạy mới được. Mẹ ghê quá. Má thời buổi giờ má tùm lum tùm la hết trơn, má đúng ghê luôn thời.
Nơi Nơi chạy bon ơi, không bắn nhà khúc này nơi. Ui ui lắc cái két luôn kìa. Ui lộ mình định chơi mẹ cây bay sao á. Tại to ui cái gì nữa đây. Ui ui rồi không không ông chơi, ông chơi xe độ không chơi xe điện độ. Ông đông quá trời đông luôn vậy. Tự tìm một cái nhà cho mỗi người đi. Ui ở đây hợp lý nè. Ui đây ngon, đây ngon, đây ngon, đây ngon. Má bị công nhà rồi. À lên. Làm sao mà lên đi bắn nó bây giờ. Luôn quá. Nó đẩy xuống là chết. Sao cái này cứ leo qua leo hoài. Ây da, ây da. Ây da. Lồng đá chim đúng không? Đủ má sao mày vô đây rồi. Bị đủ má. Trời đất đủ má bô cặc gì. Đi rồi sao bắn. Để tôi sẽ lấy xe vũ khí của nó. Xong tôi ủi con mẹ này. Chỗ này đi hả. Chỗ này là cái gì đây vậy. Chỗ này đi. Chết mẹ ra nơi được mô đen ơi. Đồ má khó. Khó xử với cả hai lắm á. Em nói là khó xử lắm á anh hai ơi. Em nói rồi, đảm bảo là khó xử lắm, không chịu nghe em. Chết con mẹ mày đi. Chết tỉ mẹ, chỉ muốn kia vậy sao chạy. À được được được, đúng có một bánh à, vẫn còn chạy được. Có hơn không anh em à. Đấy, ok ngon lành, ok con gà dê luôn. Game này quả mày top nè, game này top là dễ top lắm. Cái lồ bị kế bên vậy. Thằng đồ cũng ngồi kế bên tôi luôn anh em à. Đừng vô nha. Đừng mẹ vô là khó xử lắm đó. Đừng có mẹ. Tao bảo vô là khó xử vãi lồ hồn ra vẫn vô. Khùng quá mày. Đúng rồi, đúng rồi. Bảo bảo vệ anh xung quanh, bảo vệ xung quanh anh. Đủ má đừng nói mày chạy vô chung nhà nha. Chung nhà là khó xử lắm luôn á. Lên lầu đi. Đủ má đéo được đâu. Chung nhà khó xử lắm. Lò mày đủ má. Khó xử phải luôn. À nói nghe nè. Bây giờ alo alo anh nói nghe nè. Bây giờ ra ngoài, ra ngoài. Đi thẳng ra. Quẹo phải có một thằng kế bên nhà luôn. Này hướng anh nhìn nè. Bên cạnh nhà mình. Nhìn thấy không. Đó 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 đó. Ừ ra ra. Bọc bên trái là bắn được. Đi, đi, đi ra cửa chính. Bọc bên trái là bắn được. Đi ra cửa chính. Bọc bên trái là bắn được nó. Mẹ hay thế. Bốn thằng tôi với nó. Đức mẹ nó thấy hai thằng rồi. Thế nào cũng bị ban. Bị ban ạc cho xem. Tao nói thật luôn á. Trước sau cũng bị ban ạc nè. Mẹ. Nghĩ sao vậy. Sao mà chơi vậy kỳ quá. Ơ đụng mất thằng lồng đây bản mình. Chết mẹ rồi. Thằng này bồ đúng không? Này bồ đúng không? Má vậy sao ông kia từ Việt Nam bên kia thì chạy qua đây vậy? Má phải lồng thật. Má mình tưởng là ông kia đây bên kia. Trời ơi. Đụng mất tự nhiên ông kia tự nhiên tại sao lại mất có xe xong mẹ đẩy qua bên kia kỳ lạ vậy?
đúng bắp đấy. Ui, bắn 3 game, hết 3 game top 2 luôn.